Mày làm cái gì tao mặc xác mày, nhưng mày không được yêu cái con nhỏ đó. Không ai có quyền cấm con yêu Ngọc. Nhưng tao là ba của mày. Vậy tại sao ba má lại yêu nhau? Nếu mà con của con thật sự còn tồn tại trên cõi đời này, con hãy cho bà biết hai mẹ con cô ấy đang ở đâu. Với đề tài văn hóa ẩm thực truyền thống, Khi Yêu Đừng Hỏi Tại Sao mang đến cho quý khán giả những trải nghiệm về các món ăn ngon đậm đà bản sắc dân tộc, trải nghiệm về tình cảm gia đình, tình yêu bạn bè và tôn vinh nét đẹp của nghề đầu bếp. Mời quý khán giả đón xem vào lúc 20 giờ trên kênh VTV Cần Thơ 2.